Quý vị đang trở lại với chương trình Giờ Cá Sổ trên kênh FBNC ngày 26 tháng 10 và trong phần 2 này mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Thưa quý vị, ngân hàng BIDV mới đây đã đưa ra báo cáo kinh doanh hợp nhất quý 3 đầy lạc quan. Cụ thể thì đến cuối tháng 9 năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm và tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt 27.785 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 23.013 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý 3 thì tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro đạt hơn 7.400 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng thu nhập lãi thuần tăng đến 39%, đạt hơn 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét tổng quát thì kết quả kinh doanh của BIDV là bị giảm sút đáng kể do phải mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro, dẫn tới lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ còn lại 1.862 tỷ đồng, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước và sau thuế giảm 25,5%, còn 1.483 tỷ đồng. Theo quan sát thì trong quý 3 năm 2017, nợ xấu của BIDV có xu hướng tăng mạnh do một phần tín dụng tăng cao. Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE đã thông qua việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho công ty cổ phần Vincom Retail, mã chứng khoán là VRE. Cụ thể, số lượng cổ phiếu niêm yết của Vincom Retail sẽ lên tới hơn 1,9 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ là 19.010 tỷ đồng. Trong thời gian tới, thì Vincom Retail sẽ tiến hành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu IPO lớn nhất ở Việt Nam với trị giá là 713 triệu đô la Mỹ. Đợt IPO này bao gồm 380,22 triệu cổ phiếu dành cho tổ chức và 19 triệu cổ phiếu dành cho các nhà đầu tư cá nhân với mức giá nằm trong khoảng 37 đến 40.600 đồng một cổ phiếu. Vừa qua, công ty cổ phần SCI có mã chứng khoán là S99 đã đưa ra báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 với lợi nhuận và mức tăng trưởng vượt trội. Tính đến hết quý 3 thì doanh thu thuần trong kỳ của SCI đạt hơn 49 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 4 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán đã lên tới 46,7 tỷ đồng, cho nên lãi gộp chỉ còn 2,4 tỷ đồng. Lãi ròng quý 3 đạt 31,7 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 6 lần so với quý 3 năm 2016. Góp phần lớn vào khoản lãi ròng này là do thành công từ hoạt động tài chính. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 thì S99 đạt 134 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh so với con số 24,4 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 38 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kính thưa quý vị, theo thống kê của công ty chứng khoán Phú Hưng thì đến sáng ngày hôm qua ngày 25 tháng 10, hơn 55% các doanh nghiệp niêm yết đã công bố kết quả kinh doanh của quý 3 năm 2017. Trong đó, số doanh nghiệp báo lỗ chỉ chiếm 9%, đây là một con số tốt cho mùa báo cáo năm nay. Ước tính tổng doanh thu tăng 12%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 20% và lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 thì tăng trưởng lần lượt là 10% và 27% so với cùng kỳ năm trước. Ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của 5 nhóm ngành thưa quý vị. Đầu tiên là nhóm ngành bất động sản. Nhóm này gây ấn tượng nhất với 25 doanh nghiệp niêm yết đã có báo cáo. Các chuyên gia cho rằng tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng đến 443% là nhờ vào việc đẩy mạnh bàn giao các công trình. Lũy kế 9 tháng tăng 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý nhất là công ty địa ốc Đất Xanh DXG, công ty Vạn Phát Hưng VBH và công ty phát triển bất động sản Phát Đạt BDR có mức tăng mạnh. Trong khi đó, có 5 doanh nghiệp khác vẫn tiếp tục báo lỗ là công ty địa ốc Đà Lạt DLR, địa ốc Khang An KAC, công ty dầu khí Nghệ An BXA, công ty đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ và công ty địa ốc dầu khí BVL. Tiếp theo là nhóm dầu khí, thưa quý vị, nhóm này vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể nào, ngoại trừ Tổng Công ty Khí Việt Nam Gas có lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi và lũy kế 9 tháng đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính cho sự tăng trưởng này được cho là nhờ sự phục hồi của giá dầu, duy trì ở mức bình quân là 52 đô la Mỹ một thùng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm tài chính bao gồm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm đều được ghi nhận là có sự tăng trưởng khả quan. Lợi nhuận của các công ty chứng khoán tăng trưởng khá cao, đạt 88% so với quý 3 năm ngoái. Nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty chứng khoán Sài Gòn SSI lại giảm mạnh, gây ra một ảnh hưởng lớn với nhóm ngành này. Trong khi đó, các ngành ngân hàng và bảo hiểm có mức tăng trưởng tương đối cao.
Còn ở nhóm ngành thủy điện, cao su tự nhiên, xây dựng thì thưa quý vị, mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 50%. Riêng với nhóm vật liệu xây dựng, dệt may, ngân hàng bảo hiểm, khu công nghiệp thì tăng trưởng hơn 30% trong 9 tháng đầu năm nay. Nhóm nông nghiệp cũng đang có những chuyển biến tích cực với mức tăng của lợi nhuận sau thuế là 28% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số nhóm ngành như là than, xi măng, thủy sản, xăm lốp, phân bón, vận tải lại tiếp tục có kết quả kinh doanh suy giảm. Thưa quý vị, những gam màu đầu tiên trong bức tranh lợi nhuận quý 3 năm 2017 đã cho chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán đang được hưởng lợi từ chính sách nới lỏng tiền tệ, mở rộng tín dụng của chính phủ, cũng như sự phục hồi của một số loại hàng hóa cơ bản như là dầu thô, cao su tự nhiên, thép và điều kiện thời tiết thuận lợi hơn so với năm trước. Chuyển sang thị trường nước ngoài, thưa quý vị, British American Tobacco, công ty thuốc lá Anh Mỹ, là một trong những công ty sản xuất thuốc lá lớn nhất thế giới. Công ty này vừa đưa ra dự báo doanh thu của hãng sẽ tăng gấp đôi và đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ trong chiến lược mở rộng kế hoạch kinh doanh của hãng vào năm 2018. British American Tobacco là một tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu thuốc lá, vừa cho biết là họ kỳ vọng sẽ tăng gấp 5 lần doanh thu trong 5 năm tới. Việc này cũng thể hiện chiến lược tìm cách thay thế một sản phẩm khác của hãng nhằm thay thế cho thói quen hút thuốc của những người già, bởi hiện tại ngày càng có nhiều người cố gắng muốn bỏ thuốc. Đối thủ của British American Tobacco là Philip Morris cho biết là giá cổ phiếu của hãng đã tăng mạnh 23% trong năm nay sau khi doanh số tăng mạnh. Tuy nhiên, sau khi báo cáo lợi nhuận của hãng không đạt kỳ vọng thì giá cổ phiếu đã giảm 4%. Thưa quý vị, mới đây General Electric GE và tập đoàn Microsoft đã công bố thỏa thuận sẽ hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực nền tảng công nghệ Internet, có tên gọi là Predix của GE, và nền tảng điện toán đám mây Azure của Microsoft. Predix là một phần mềm do GE phát triển và có chức năng kết nối những thiết bị công nghiệp, chẳng hạn như là động cơ trực thăng và những nhà máy năng lượng với hệ thống máy tính, và có thể đưa ra dự đoán những lỗi kỹ thuật giúp tiết kiệm chi phí vận hành. Việc hợp tác giữa hai gã khổng lồ này ban đầu sẽ tập trung vào các công ty khai khoáng và khai thác dầu khí. Đồng thời, nó cũng tương thích với các công ty đang sử dụng phần mềm của Microsoft, bao gồm cả một lượng lớn các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Cũng trong mùa báo cáo doanh thu quý 3 năm 2017, thì công ty Visa đã có được một mùa kinh doanh quý 3 đầy lạc quan. Lợi nhuận quý 3 của hãng vượt mức dự báo của giới đầu tư Forward trước đó đã giúp tạo đà đẩy giá cổ phiếu của Visa tăng mạnh. Visa là loại thẻ thanh toán rất thuận tiện cho người dùng, chiếm tới 2/3 trong số lượng giao dịch hoạt động kinh tế của Mỹ. Visa vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng do người tiêu dùng có xu hướng chuyển từ thói quen dùng tiền mặt bằng thanh toán thẻ. Tổng lượng thanh toán trong quý 3 của Visa đã tăng mạnh, tăng 9,8% thưa quý vị, đạt 1,93 ngàn tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm 43% tổng lượng thanh toán toàn cầu. Cổ phiếu của Visa tăng mạnh 2%, lập kỷ lục mới, đạt 110,61 đô la Mỹ một cổ phiếu. Doanh thu của Visa tăng 11%, đạt 2,14 tỷ đô la Mỹ trong quý tài chính thứ tư vừa kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Tính tới thời điểm hiện tại thì doanh thu của Visa đã đạt kỳ vọng của giới đầu tư trong 8 quý liên tiếp. Chi phí hoạt động tăng lên 1,64 tỷ đô la Mỹ. Visa hy vọng sẽ điều chỉnh chi phí hoạt động xuống trong năm 2018. Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 14%, đạt 4,86 tỷ đô la Mỹ, vượt mức ước tính trong 5 quý liên tiếp của Forward. Thưa quý vị, cũng chịu tác động từ diễn biến không mấy lạc quan của phố Wall đêm trước đó thì chứng khoán châu Á phiên ngày 26 có xu hướng trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26 thì chỉ số Nikkei tăng 0,15%, phần lớn nhờ vào đà trợ lực từ cổ phiếu của lĩnh vực tài chính và các nhà sản xuất ô tô. Cổ phiếu dịch vụ nhắn tin LINE cũng tăng mạnh 16,73% sau khi hãng này đưa ra báo cáo doanh thu quý 3 năm 2017 đầy lạc quan. Và đây cũng là ngày thứ tăng điểm thứ 16 liên tiếp, thưa quý vị, của chỉ số Nikkei. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc thì giảm 0,48% bởi hiện tại đang là thời điểm các nhà đầu tư mong chờ vào báo cáo kinh doanh của các ông lớn trong lĩnh vực sản xuất chip. Cụ thể thì tập đoàn SK Hynix của Hàn Quốc đã đưa ra được báo cáo lợi nhuận quý 3 năm 2017 đầy lạc quan. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng 415% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý 3 thì lợi nhuận của SK Hynix đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn một chút so với dự đoán của Reuters. Việc này đã khiến giá cổ phiếu của SK Hynix giảm mạnh 3,67% sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 26 tháng 10. Trong khi đó thì cổ phiếu của Hyundai Motor tăng 7,41% sau khi kết quả kinh doanh quý 3 của Hyundai Motor vượt mức kỳ vọng của giới đầu tư Forward. Chỉ số SX200 đã vượt dậy tìm được sắc xanh khi chốt phiên, tăng 0,18%. Những chỉ số phụ trên lĩnh vực tài chính đã đảo chiều tăng điểm ở cuối phiên, tăng 0,08%. Tại thị trường Úc thì ngân hàng ANZ đã có một năm có kinh doanh đầy lạc quan. Lợi nhuận cả năm tài chính của ANZ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 đạt 4,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cổ phiếu của NZ cũng có mức thể hiện kém hơn so với những cổ phiếu khác, giảm 1,21% vào cuối phiên giao dịch ngày 26 tháng 10. Thị trường Thái Lan đóng cửa phiên 26 tháng 10 do đất nước này đang thực hiện tang lễ cho đức vua quá cố người Thái. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của giờ cơ sở ngày 26 tháng 10. Mời quý vị giữ kênh, chúng tôi sẽ đến với chung một cổ phiếu trong ngày.